Xin chào tất cả quý vị khán giả nha. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình. Lại là mình, Leo đây. Hôm nay, tiếp tục theo yêu cầu của rất nhiều quý vị khán giả, Leo sẽ dẫn bài nhảy Mayahi, Mayaha theo phong cách lai đạt. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Thì trong bài nhảy này chúng ta sẽ đi theo 4 hướng. Mỗi hướng sẽ có 4 cơ nhạc 8, nhịp đếm là 32. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác cha cha trong bài này để cho quý vị tiện theo dõi nha. Câu số 1, 5, 6, 7 vào, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 2, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 3, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta sẽ đếm liền nhé. 5, 6, 7 vào, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường số 2, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường số 3, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường thứ 4, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và sau đó chúng ta tiếp tục lặp lại đi lại từ tường đầu tiên cho đến khi hết nhạc. Và bây giờ xin mời quý vị vào phần hướng dẫn chi tiết. Chúng ta sẽ đến với câu 8 đầu tiên. Câu 8 đầu tiên chúng ta trụ bằng chân trái, chân phải chúng ta bước lên nháy cha cha, được chưa? Chúng ta sẽ đi chân phải và chân trái. Chân phải đầu tiên nháy cha cha đếm 1 và 2, được chưa? Tiếp theo chân trái chúng ta bước lên tiếp, nháy tiếp 3 và 4, ok. Tiếp theo chân phải chúng ta dậm lên phía trước 5, được chưa? Trả về chân trái 6 và sau đó chúng ta sẽ thu chân phải về phía đằng sau và lật ngược 180 độ, được chưa? 7 và 8, được chưa? Thì chân phải chúng ta sẽ đi sang phía bên phải, xoay người về phía bên phải, đúng không ạ? Ok. Chúng ta làm lại nhá. 2 3 này chân phải, 1 và 2 chân trái, 3 và 4 chân phải dậm, 5 6 và lật người, 7 và 8. Được chưa? Ok. Tay thì chân phải đưa thì tay thì chúng ta cứ đưa tự nhiên theo trục cơ thể, được không ạ? Chân phải đưa đánh thì chân tay phải sang bên phải, chân phải đưa thì tay sang bên phải, chân trái đưa thì tay sang bên trái, được không ạ? Thì sẽ đi này. Tay này đếm 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, được chưa? Tiếp theo đến câu 8 thứ hai thì chúng ta lại bước chân trái lên nháy cha cha tiếp giống như ở câu 8 đầu tiên, được chưa? Thì lên này là chân trái trước, sẽ đếm tiếp là 1 và 2, được chưa? Tiếp theo chân phải 3 và 4, được chưa? 5, 6 thì chúng ta sẽ có bước xoay một nửa vòng, bước chân trái lên 5, được chưa? Và chân phải nhấc lên xoay người 6, xoay một nửa vòng, được chưa? Và tiếp theo của chúng ta sẽ bước chân trái lên nháy cha cha
và chúng ta xoay một góc vuông 90 độ sang phía bên phải. 7 và 8 thì chúng ta mặt sẽ nhìn ra hướng 3 giờ ở đây, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ ghép cả hai câu vừa học lại nhá. Đếm 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có bước cha mở lùi. Thì chân phải chúng ta đưa chéo về phía sau này, được không? Ok, thì chân phải đưa chéo về sau câu 8 thứ 3. Đếm tiếp 3, 2, được chưa? Và đi bước cha chập ngang 3 và 4. Đấy, lùi chân trái về tiếp. Đếm 5, 6, 7 và 8. Được không ạ? Ok, các bạn chú ý nhé, là ở đây chúng ta đưa chân về, nhấc chân lên, đi cha cha, đập sang ngang, được chưa? Lại đưa chân về, nhấc chân lên và trả. Ba câu 8 đầu tiên này. Chân phải bước 1, ok, 2, 3, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, xoay này, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, được chưa? Ok, tiếp theo đến câu 8 thứ 4 thì chúng ta sẽ bước là hướng ở hướng 3 giờ đây, và chúng ta sẽ đi bước V-step, đúng không ạ? Bước V-step là chúng ta bước chân phải đến này, 1, 2, 3, 4, chúng ta mở cái chân ra bước giống hình chữ V ấy, kết hợp với tay này, tay của chúng ta thì đưa theo chân này, ví dụ chân phải bước này, 1, được chưa? Tiếp theo chân trái, 2, khai ở tay chúng ta đưa như này, được chưa? Đưa hất về phía sau như này. Còn nếu muốn dễ hơn ý, thì chúng ta chỉ việc đưa ngang như này thôi, bình thường. Nếu các bạn đi chưa thạo, làm tay chưa thuần thì chúng ta cứ đưa ngang này, 1, 2, 3, 4 cho nó dễ, được chưa? Còn nếu mà ok thì chúng ta sẽ làm tốt hơn sẽ là 1, 2, 3, 4, được cầm cái tay vẩy đằng sau này, vẩy đằng sau này, đúng không ạ? Ok, câu 8 thứ 4, 1, 2, 3, 4, được chưa? Tiếp theo, các bạn thấy rằng là trụ đang ở chân trái, rồi chân phải ta bước lên phía trước, 5, được chưa? Xoay một nửa vòng, được chưa? 6, ok. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ xoay một bước xoay là 360 độ, chỉ trong hai nhịp 7 và 8 thôi, được chưa? Thì chân phải chúng ta bước này, 7 này, được chưa? Thì chúng ta sẽ xoay được 180 độ. Thế nhá các bạn nhìn này. Đang ở đây đúng không? Thì chân phải chúng ta bước lên phía trước, nhưng mà các bạn nhớ là cái đầu mũi chân nó cụp vào trong nhá, cái lòng bàn chân nó cụp vào trong, có xu hướng như này này. Đấy, đúng không? Thì chúng ta thu vào 7 này, các bạn thấy không? Thì chúng ta xoay được 180 độ rồi, đúng không? Tiếp theo, chúng ta mở chân trái, tiến lên về phía đằng sau, được chưa? Này, 8, đúng không? Thì sẽ là được thành 360 độ. Thì khi mà các bạn làm thành nó sẽ là chưa? Trụ này, chân phải bước này, 7 và 8, hay gọi là 7 xoay 8 ấy, đúng không? Ok. Rồi chúng ta sẽ đi cả 4 câu nhá. Đếm này, 2, 3, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay 8. Được chưa ạ? Câu 8 thứ 2 của chúng ta, tường thứ 2 chúng ta làm động tác tương tự như tường đầu tiên và đi hướng 9 giờ. Được chưa ạ? Đi tiếp chân phải này, 1 và 2, 3 và 4, đúng không? 5, 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, xoay này, 5, 6, 7 và 8, câu 3, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay, 8. Chưa ạ? Và chúng ta tiếp tục làm tường thứ 3, tường thứ 4 tương tự như vậy. Được chưa ạ? Ok. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.